nó sẽ giúp các bạn khởi động được. Hi, chào mừng các bạn tới với kênh YouTube của Unfor365. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc chìa khóa của con Unfor EcoSport. Tại vì nhiều bạn đang hỏi mình là nghe nói là cái chìa khóa này nó có một cái lõi cơ nhưng mà không biết lấy nó ra ở đâu. Thì mình cũng giải thích luôn cho một số bạn, nếu mà mình chưa biết, thì những anh biết rồi thì mình có thể lướt qua cái video này. Thì đây là chiếc chìa khóa của Unfor EcoSport. Thì các bạn thấy ở cái phần lõm này không? Có một cái phần mà các bạn có thể nhấn vô ngay chỗ cái gân này nè. Đó, thì các bạn có thể nhấn vô và các bạn kéo cái lõi cơ ra. Kéo cái lõi cơ ra các bạn. Đó, dễ dàng lắm. Đây nè, các bạn nhấn vô thì nó sẽ như thế này. Đó, và các bạn kéo cái lõi cơ đây. Thì cái lõi cơ này để làm gì? Là để các bạn mở xe. Đây nè. Đó, các bạn mở xe khi các bạn mà cái lõi này á, các bạn nhấn lock, nhấn mở khóa, nhấn unlock mà không được á, nghĩa là nó đang yếu pin á, thì các bạn có thể mở bằng cái lõi này. Thì khi mở bằng cái lõi này nha, khi mở xong á, thì các bạn cứ đi vào xe. Đó, và các bạn dí cái lõi này nè, dí cái lõi không này nè, vào sát cái vị trí này. Cái vị trí con tròn ở đây nè các bạn cứ ràng ở đây. Thì nó sẽ giúp các bạn khởi động được xe lại. Nhớ nhá. Tại vì cái việc yếu pin này á, thì nó sẽ thu ngắn cái khoảng cách lại. Thì làm các bạn không thể mà nhấn, nghĩa là cái đứng ngoài nhấn để mở cửa. Nhưng mà các bạn vẫn có thể đi vô đây, nghĩa là các bạn đang thu ngắn khoảng cách để khởi động cái xe lại. Nhưng mà nó chỉ được khoảng 3-4 lần thôi các bạn. Và sau đó các bạn nên tới hãng để thay pin nhá, chứ đừng có để quá lâu nhá. Còn các bạn cũng đừng có lo ngại là mình nói ở đây là ủa tại sao mà cái chìa khóa nó lại hết pin 3-4 năm mới hết, chứ không phải là mới xài có mấy bữa mà hết đâu các bạn. Tại chìa khóa này cũng pin của nó cũng xịn sò, pin cũng lâu lắm. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm thêm thông tin về xe Ford, tất cả chương trình khuyến mãi về các dòng xe Ford không ngoại trừ gì EcoSport thì cứ alo mình là Unfor tại hệ thống xe và Unfor. Cảm ơn các bạn.